Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Dintiazem. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dintia cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Dintia Gem Dạng bảo chế Viên nén Công dụng Điều trị và dự phòng cơn đau thắt ngực Chống chỉ định Mẫn cảm với Dintiazem hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc Dối loạn hoạt động nút xoang Lốc nhĩ thất độ 2 và độ 3. Suy thất trái kèm theo sung huyết phải. Nhịp tim chậm dưới 50 phút. Phụ nữ cho con bú. Dùng đồng thời với dantrolene tiêm truyền. Kết hợp với Eva Bradin. Bệnh nhân hạ huyết áp nặng. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính và sung huyết phối trên x quang phổi. Cách dùng. Dintiazem được dùng bằng đường uống, uống thuốc với một ly nước trước bữa ăn, uống nguyên vẹn viên thuốc, không được nhai, bẻ, nghiền. Liều dùng Người lớn, liều thường dùng là một viên 60mg 3 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, đáp ứng của bệnh nhân có thể thay đổi và nhu cầu liều lượng có thể khác nhau đáng kể giữa các bệnh nhân. Nếu cần có thể tăng liều đến 360mg mỗi ngày. Liều cao hơn lên đến 480mg mỗi ngày đã được sử dụng có lợi ở một số bệnh nhân đặc biệt là trong đau thắt ngực không ổn định không có bằng chứng nào về việc giảm hiệu quả ở những liều cao này. Người cao tuổi và bệnh nhân suy chức năng gan hoặc thận, liều khởi đầu khuyến cáo là một viên 60mg 2 lần mỗi ngày. Nên đo nhịp tim thường xuyên cho các nhóm bệnh nhân này và không nên tăng liều nếu nhịp tim giảm xuống dưới 50 nhịp một phút. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc. Cần theo dõi chặt chẽ đối với những bệnh nhân bị suy giảm chức năng tâm thất trái, nhịp tim chậm, nguy cơ trầm trọng hoặc có bốc nhĩ thất độ 1 dintiazem có tác dụng ức chế nhu động ruột vì vậy nên dùng thận trọng đối với những bệnh nhân có nguy cơ tiến triển tác ruột cần theo dõi cẩn thận đối với bệnh nhân đái tháo đường tiềm ẩn hoặc rõ ràng do khả năng tăng gluco máu không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú phản ứng có hại của thuốc như chóng mặt ngủ gà thường gặp có thể thay đổi khả năng lái xe và vận hành máy móc tác dụng phụ phù ngoại vi nhức đầu chóng mặt. Block nhĩ thất có thể là độ 1, độ 2 hoặc độ 3. Block nhánh có thể xảy ra, đánh chống ngực. Đỏ bừng. Táo bón, khó tiêu, đau dạ dày, buồn nôn. Ban đỏ. Khó chịu. Nhà sản xuất. Công ty công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Stada. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của trường Anh, Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dintiazem, đồng thời biết cách sử dụng Dintiazem sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham